Kính chào quý vị khán thính giả đài SET, chúng tôi là Phạm Đồng Long Cơ, thuộc tổ hợp y tế Bonsa Medical Group, AMVI Medical Group. Hôm nay chúng tôi lại được hân hạnh trở lại với quý vị trong bản tin tức y khoa hàng tuần của chúng tôi. Trong tuần này chúng tôi sẽ nói với quý vị tin tức về bệnh thuốc chống bệnh lún lẫn được chính thức approved bởi FDA, và thứ hai nữa là nói về sự tiến triển về chữa trị bệnh ung thư máu multiple myeloma. Đầu tiên là chúng tôi xin phép được nói chuyện về vấn đề thuốc chống lại bệnh lún lẫn. Vào khoảng tháng 1 năm 2023, FDA cho phép tạm thời cái thuốc Leqembi, L-E-Q-E-M-B-I. Cái thuốc này nó là lecanemab, nó là một monoclonal antibody. Quý vị nhìn cái màn hình này, quý vị thấy cái thuốc chích đó truyền vào trong máu chúng ta. Trước đây nó cho gọi là accelerated approval của cái thuốc này để chữa thử xem cái bệnh antibody disease nó có hiệu nghiệm hay không sau khi nó hoàn thành cái giai đoạn 2. Thì sau đó thì sau khi nó approve rồi thì nó tiếp tục đi giai đoạn 3. Thì hôm nay đây thì cái thuốc nó khá thành công, do đó FDA nó approve, được chính thức approve dùng để chữa bệnh antibody disease, tức là bệnh lún lẫn của những người già. Thường thường cái bệnh lún lẫn này thường thường nó gồm có hai nguyên nhân. Một là khi chúng ta già chúng ta quên đi, bởi vì chúng ta gọi là artery antibody disease dementia, tức là nhiều khi chúng ta bị huyết áp cao quá, chúng ta bị sốc cái gì sau đó nó làm cho óc của chúng ta nó bị lún lẫn đi. Còn cái loại nữa là genetic, tức là chúng ta cũng mang một cái gene APOE4. Thế thì cái thuốc Leqembi này nó được phép được dùng để dùng cho cả hai loại bệnh đó. Quý vị có bị genetic nữa hay là quý vị không có bị genetic nữa, quý vị bị lún lẫn, người ta sẽ chụp CT scan cái đầu của quý vị, người ta thấy MRI, người ta thấy trong cái óc của quý vị nó có nhiều cái amyloid rồi, thì người ta được phép dùng cái thuốc này. Thuốc này đó, nó có thể khi quý vị chích vô sớm thì 6 tháng thì quý vị có thể giảm được cái bệnh lún lẫn của mình xuống được 25%. Tức là đang quên nên từ từ nhớ lại một chút xíu. Thế thì cái thuốc này tại sao nó gặp khó khăn nhiều thứ thế? Bởi vì thưa quý vị, thực sự ra nó làm tan cái mảng mỡ ở trong óc của chúng ta, và vì vậy nhiều khi nó làm cho óc của chúng ta bị sưng lên, gọi là cerebral edema, hoặc là chúng ta sẽ bị mạch máu chúng ta nó bị bể ra và nhiều khi chúng ta chết. Nhiều người từ khi nó thử cái thuốc giai đoạn 3 này có 3 người chết rồi. Thế thì cái vấn đề chính là khi FDA nó approve cái này thì thưa quý vị là có nghĩa là gì, tức là Medicare bây giờ nó sẽ giảm tiền cho chúng ta, có lẽ có thể quý vị có thể phải giảm một số tiền deductible. Nhưng mà Medicare nó giả thì cái thuốc này nó rất là mắc tiền. Mà nó rẻ như thế, thưa quý vị, nó là một cái mỏ vàng. Thì theo các báo chí Mỹ nó nói là cái này, nó, cái hãng thuốc Eisai là cái hãng thuốc của bên Nhật đó. Nói chung với bên Mỹ nó làm cái thuốc này. Thì cái thuốc này nếu mà nó ra nó được approve như vậy đó, thì cái, người ta tiên đoán là trong 5 năm tới nó có thể làm được 7 tỷ đô la. Và quý vị thấy nó làm được nhiều tiền như thế bởi vì Medicare trả mà. Nhưng mà cái chính bây giờ là các có nhiều cái trung tâm y tế nó sẽ, trong cái thứ hai vừa rồi đó thì ở trong tờ Los Angeles Times của California đó, họ đăng trong trang đầu của họ để đây là Gold Rush, tức là mọi người đổ xô đi kiếm vàng giống như ngày xưa người Mỹ đổ xô đến California để đào vàng, để kiếm vàng. Thế như vậy nó sẽ khuyến dụ quý vị vô để họ cho thuốc này cho quý vị, vì nó giai đoạn 3 rồi, bây giờ nó phải bán ở ngoài, dùng thử ở ngoài xem có hại gì không. Cái thử như thế thì cái báo đó sẽ là tai, nó biết là mỗi khi mà các clinic nào mà làm thử quý vị như vậy nó được nhiều tiền lắm, được nhiều tiền khám bệnh là một này, tiện đi chụp CT scan cho quý vị này, rồi được MRI cho quý vị, thử test cho scan quý vị, nó được trả tiền rất nhiều. Do đó người ta làm nhiều, sau đó nó sẽ gửi sang một cái nhóm bác sĩ để biên toa cho quý vị. Thực sự những người này họ đều được tiền cả, do đó họ nhiều khi họ có cố ý giúp chúng ta được thuốc này. Nhưng mà cái thuốc này nó có những cái biến phản ứng phụ rất là quan trọng, sưng màng óc, nguy hiểm, đau đầu, nhức đầu và đôi khi chảy máu trên đầu chết. Và vì vậy khi mà quý vị mà không nghi ngờ không phải bị antibody disease, quý vị đừng xin thuốc này, bởi vì được trích thuốc này mà tưởng là mình Medicare nó giả thì thôi mình lợi dụng mình được luôn, nên nhiều khi mình chết oan. Cái chính của chúng ta là gì, tôi vẫn nói với quý vị nhiều trong nhiều bản trước đây, quý vị chịu khó già thì chịu khó uống vitamin B complex mỗi ngày một viên một buổi sáng, quý vị chịu khó tập thể dục, đọc sách, tập hát, tập đánh đàn, đến các bạn nhóm già đông với nhau
ngồi đánh cờ tướng, đánh cờ trược, ngồi nói chuyện chính trị chính em, giữ cho đầu óc chúng ta minh mẫn, thì đọc sách nhiều thì chúng ta sẽ đỡ bị quên. Nó quan trọng phải tập luyện. Thực dĩ tôi chú trọng cái này là vì tôi cũng già rồi thưa quý vị, nhưng mà cái chính của chúng ta là cái thuốc này có thể tốt được, nhưng mà đi ăn đắm ăn đi trước lội nước đi sau, à, cái này là lội nước đấy, vì nó có thể nguy hiểm. Thôi mình chờ đi, chờ cho người ta thử xong đi, nếu mà người ta thấy tốt mai mốt nó cho ra thiệt đấy, thì lúc đó chúng ta hãy dùng. Cảm ơn quý vị. Nói về cái lớn tuổi thì đàn ông khi mà lớn tuổi hay đàn bà lớn tuổi cũng vậy, hay bị, nhất là đàn bà khi mà bùng trứng hết làm việc thì chúng ta sẽ khó chịu lắm, người nóng phùng phừng ban đêm, tối ngủ không được, mồ hôi toát ra, bực mình, chán đời, đủ thứ hết. Trước đây chúng tôi cho quý vị uống thuốc hormone estrogen và progesterone rất là tốt, nhưng mà cũng đùng với người ta khám phá ra khi quý vị uống như thế, nhiều người sẽ bị thớp trên đầu, ung thư vú, bị heart attack. Thế thì vì vậy mà chúng tôi sợ, chúng tôi không cho nữa. Thế nếu không cho nữa thì nhiều người đàn bà khổ lắm, nóng phùng phùng khó chịu quá. Thì trước đây chúng tôi cho nhiều thuốc, là tôi nói bài nói này hôm nay nó được đăng ở trong tờ Scientific Report ngày 5 tháng 6 năm 2023. Nó nói nếu mà những người đàn bà mà hết kinh rồi, chúng ta có thể cho họ tạm thời cái thuốc progesterone, Myconized Progesterone thiên nhiên nữa, một ngày 300mg vào buổi tối trước khi đi ngủ. Thì tối hôm đó họ ngủ, họ sẽ không có bị toát mồ hôi, không bị nóng vùng vùng, dễ ngủ ngon. Cái thuốc này trước đây tôi cũng dùng, nhưng tôi chỉ dám dùng 200mg, nhưng bây giờ nó dùng trong cái bài này, nó dùng 300mg. Thì tôi có thể cho 300, ngày xưa chúng tôi dùng cái Provera, bây giờ cái progesterone Myconize nó ít ép xảy phản ứng phụ hơn. Nhưng mà trong cái tuần mấy tuần trước là chúng tôi có cho bản tin tức quý vị biết là cái thuốc Veozah, cái Veozah 40mg một ngày, cái này được approve bởi FDA để chữa những cái symptom chảy máu, nóng phùng phùng, ngủ không được, buồn bực, để cho quý vị nào hết kinh có thể dùng thuốc này. Rồi bây giờ quý vị có thể dùng hai thứ, Veozah hoặc là progesterone quý vị ạ. Nếu quý vị không thể dùng thuốc hormone được, bởi vì quý vị có thể bị ung thư vú trước đây, quý vị có thể bị những cái bệnh mà quý vị không thể dùng thuốc hormone được, thì quý vị có thể dùng progesterone Myconize, progesterone 300mg hoặc là Veozah 40mg ngày một viên. Thế tại sao mà có nhiều người không dùng thuốc hormone được? Bởi vì trong một cái thống kê đây mới đây thưa quý vị, nó được đăng ở trong tờ British Medical Journal trong tuần vừa rồi, nó bảo những người đàn bà hết kinh mà uống thuốc hormone sớm, tức là uống estrogen cộng progesterone sớm, thì sau này hay bị bệnh lú lẫn. À, cái đó quan trọng ấy. Tôi hồi xưa tôi vẫn nghĩ là mình cho uống estrogen vô thì nó sẽ tốt hơn, chứ không phải. Nó nói là tại vì có chất progesterone nữa, quý vị dùng nữa thì nó sẽ làm cho óc của quý vị mau lú lẫn hơn, vì vậy cẩn thận cái đó. Do đó mà mấy người này, nếu mà từ 50 tuổi mà chúng ta bắt đầu cho thuốc hormone vì thấy khó chịu quá, đến nói bác sĩ ơi cho tôi uống thuốc hormone đi, tôi ngủ không được, khó chịu lắm. Mình cho uống thuốc thì sau này đến 20 năm sau thì 24% những người này sẽ dễ bị bệnh dementia, tức là lú lẫn. Thêm cái tin nữa là trong mấy tuần trước này chúng tôi nói quý vị, Splenda rồi cái Truvia, cái Erythrol đó, nó có thể làm cho quý vị ảnh hưởng tim mạch. Nhưng mà thực sự ra mấy hai cái đó nó an toàn, nó không đến nỗi nào đâu, rất là ít. Nhưng mà mới đây thì Liên Hợp Quốc có đăng cái thông cáo là cái aspartam, nó là cái thuốc một cái nitrosweet để chúng ta diet coke chẳng hạn, nó có nhiều cái aspartam đó. Mình biết là trước bây giờ là mình biết là cái aspartam quý vị dùng nhiều nó có thể làm ung thư. Thì hôm nay chính thức WHO, tức là một cơ sở y tế của Liên Hợp Quốc, họ ra thống cáo là cái aspartam nó là một cái chất carcinogen, nếu quý vị dùng nhiều, cho nên quý vị dùng diet coke cái gì nhiều quá không tốt. Lẽ nhiên quý vị đừng uống nước lọc là tốt nhất. Quý vị uống nhiều diet coke hay là cái number one coke cái gì cũng vậy, nó có những đường hóa học, dùng nhiều không có tốt quý vị ạ. Thế nên bây giờ là thêm một cái thuốc mà thường thường những người bị tiểu đường ngày xưa, bây giờ thì chúng tôi xin phép quý vị nói quý vị sơ biết là những người bị tiểu đường đó, thường thường là mình cho uống thuốc tiểu đường thì sẽ hết, nhưng nó có một cái thuốc mới nó gọi là SGLT2. Cái thuốc này rất tốt, nó không làm hư mắt của những người bị bệnh tiểu đường. Tại từ chúng ta bị tiểu đường chúng ta hay bị macular edema, cái đáy mắt chúng ta nó bị sưng lên, thì người ta khám phá ra nếu chúng ta dùng SGLT2 là cái thuốc chống lại tiểu đường, bảo vệ tim, bảo vệ thận, bảo vệ đủ thứ hết, rất là tốt, chống lại đường rất là tốt, mà nó cũng không làm hư mắt thêm. Đến đây chúng tôi xin phép tạm ngưng
Sau phần thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại với phần thứ nhì của chương trình. Xin quý vị nhớ đừng dừng máy cả. Quý vị, bây giờ tôi xin phép trở lại phần thứ nhì của chương trình. Khi chúng ta về già, tôi bây giờ nó thật, ngày xưa tôi trẻ thì tôi hãy nói với người trẻ, bây giờ tôi già thì tôi nghĩ những người cùng lứa tuổi của chúng tôi, trong đó có không quý vị ở đây vừa vừa sồn sồn rồi lên cũng là lớn tuổi, thì người ta thắc mắc là cái vitamin D. Thưa quý vị, cái vitamin D là một cái vitamin ở ngoài ánh nắng mặt trời, nhưng mà nhiều khi người Việt Nam mình, nhất là các bà sợ nắng đen, đi đâu cũng chùm chăn kín mít, chùm khăn, ngồi trong nhà lái xe hơi phải che màn kiếng để cho nắng nó không chiếu người mình, không dám đi ra ngoài biển tắm thì sợ nắng dám má hồng. Thế thì nó dần dần làm chúng ta bị thiếu vitamin D. Người ta khám phá nếu quý vị thiếu vitamin D, quý vị dễ bị bệnh tiểu đường là một. Quý vị nếu quý vị dễ bị bệnh immune disease, tức là cảm cúm hay covid vừa rồi, người nào mà thiếu vitamin D thì hay bị nặng hơn. Bây giờ người ta lại khám phá ra rằng nếu mà quý vị cái vitamin D của quý vị mà nó tốt đó, nhất là những người lớn tuổi từ 60 đến 84 tuổi, cái research này được đăng trong tờ British Medical Journal, thì nó thấy những người mà uống vitamin đầy đủ bằng supplement, với quý vị nhìn cái hình là supplement, hoặc quý vị ra nắng mỗi buổi sáng, quý vị ra dùng khoảng 15-20 phút trước 10 giờ sáng đó, thì quý vị ít bị bệnh tim mạch hơn. Nhưng mà thực sự ra nó tốt thiệt, nó ít bị bệnh tim mạch hơn. Nhưng mà nếu quý vị ra mà nắng nhiều quá thì quý vị sẽ bị nguy hiểm. Nếu quý vị uống vitamin D uống nhiều quá, một ngày quý vị chỉ được uống dưới 5.000 ml thôi, quý vị uống nhiều quá cũng không tốt. Và thực sự nữa là cái vitamin D này nó có thể giúp chúng ta chống lại được bệnh tim mạch. Và thực sự ra cái vitamin D nó có giúp thiệt, nhưng mà nó không hơn được bao nhiêu cả. Cái chính của chúng ta muốn chống lại bệnh tim mạch là buổi sáng ra quý vị đi bộ ngoài ánh nắng sáng sớm, 9-10 giờ sáng đi về rất là tốt quý vị ạ. Hay chiều, 5 giờ chiều nắng nó hạ xuống rồi, nó đỡ nó gay gắt, quý vị đi bộ là cái nắng nó nắng tốt, nó giúp cho vitamin D lên và lại giúp cho quý vị chống lại bệnh tim mạch quý vị ạ. Nhất là những người lớn tuổi. Thế bây giờ là hôm nay tôi mang cái bản tin tức y khoa cho quý vị để mang lại cho quý vị những cái tin tức mới. Những người bị bệnh tiểu đường, bây giờ bệnh tiểu đường là cái chính của chúng ta, là khi chúng ta lớn tuổi, chúng ta ăn nhiều, chúng ta ít vận động thì chúng ta hay bị bệnh tiểu đường. Khi chúng ta bị bệnh tiểu đường thì bây giờ chính vẫn là phải tập thể dục, ăn uống cẩn thận, bớt ăn tinh bột, bớt ăn đồ ngọt đi. Và thứ hai nữa là ăn rau, ăn trái cây nhiều, bớt ăn thịt đỏ, bớt ăn đồ processed meat, ăn gà, ăn cá nhiều tốt. Và cái chữa trị thì trong cái người xưa đó, thì khi chúng ta bị tiểu đường nặng, nguy hiểm, nó chỉ có insulin là giúp chúng ta giảm được cái tiểu đường, mà nó cứu được biết bao nhiêu triệu triệu người. Bây giờ người ta có, thường thường khi quý vị mới bị đường cao lên, chúng tôi cho quý vị uống thuốc. Đường vẫn còn cao, chúng tôi cho quý vị chích thêm một mũi, mỗi buổi sáng ra, mỗi buổi tối uống chích một mũi đều, để cho đường hồi nó kiểm soát xuống, cộng thêm thuốc uống metformin lung tung lên, bây giờ là SGLT2 nữa. Thế thì người ta thấy là nếu quý vị chích một ngày một lần thì cái đường quý vị nó better control. Bây giờ nó sắp sửa ra, chắc là trong cuối năm nay nó sẽ ra được cái thuốc, nó gọi chích insulin, mà cái thuốc insulin này nó chích một tuần một lần mới chết. Và nó so sánh cái thuốc một tuần một lần với thuốc mỗi ngày một lần, thì nó thấy người ta dùng cái thuốc một tuần một lần tốt hơn, cái đường của chúng ta better control hơn, dễ compliant, tức là chúng ta chích đều sáng nhiệt, quý vị trước khi nhà thờ quý vị chích một cái, quý vị đi lễ nhà thờ hay quý vị lễ chùa hay làm cái gì mỗi một tuần một lần thôi thì quý vị dễ nhớ hơn. Và nhưng mà nó chỉ có mỗi một triệu là nó hơi có thể hay bị hypoglycemia, mà cũng không nặng lắm. Cho nên quý vị nếu mà được cái thuốc này ra, nếu quý vị đang bị tiểu đường thì nên dùng cái này. Thế câu thứ nhì là cái insulin nó ở đâu ra? Trước là chúng tôi hay cho cái bị chích tốn tiền lắm, mắc tiền, mà cái chích nó chỉ ghi chích dưới da, nó nhiều khi cái đường nó xuống thấp quá, quý vị bị hypoglycemia nguy hiểm. Bây giờ người ta khám phá là trong cái salad mà quý vị ăn ấy, rau salad của chúng ta đấy, salad cải bông như của chúng ta thế này, ngon lắm. Tôi cứ thấy ngạc nhiên tại sao người Mỹ đấy, khi nó ăn tối ăn gì, nó hay ăn một đĩa salad trước, sau đó mới ăn đồ ăn thật. Thế thì nó nói, nó bảo ăn những người nào mà ăn hạt salad như thế thì thường thường cái đường sau khi ăn nó không cao lắm. Tôi cứ thắc mắc, tôi bảo nó đâu có bao nhiêu là rau, bao nhiêu một cái đĩa rau như thế mà sao được. Hôm nay tôi đọc cái này tôi khoái quá, bởi vì người ta thấy bây giờ y khoa đã tiến triển, người ta có thể lấy cái chất insulin thiên nhiên từ ở rau salad nó ra. Ở trong rau salad nó thấy có ba cái peptide, tức là cái protein ấy, nó là cái công thức của người ta làm ra insulin. Và vì vậy nó lấy từ ở cái rau này, nó có thể kích lấy cái peptide nó ra, nó chích một cái gene vào trong cái tế bào của cái rau salad này,
thì nó sẽ tiết ra một cái chất nó gọi là natural insulin. Tức là quý vị có thể từ đó quý vị uống vào bụng quý vị. Ở trước cả chúng ta phải chích phải không? Thì chích vào như thế nó nhiều khi nó xuống thấp quá, cái này cứ uống vào nó từ qua bao tử được, nó không tiêu hết được, nó phải từ từ nó qua bao tử vì nó là rau mà. Nó vô trong ruột già quý vị, ruột non quý vị, thế nó bắt đầu nó được vào trong máu quý vị. Nó chạy đến gan quý vị, nó làm cái thuốc để chống lại, nó là insulin thiệt, để chống lại cái đường quý vị. Vì vậy người ta dùng cái này đó, thứ nhất là nó không ít bị hypoglycemia bởi vì nó qua nhiều giai đoạn. Thứ hai, rẻ tiền nhiều lắm bởi vì cái này nó chế từ rau salad ra mà. Biết bao nhiêu cho salad đầy ra, quý vị ăn không cho salad không cũng đỡ rồi. Nhưng mà quý vị chế này ra thì nó dễ dùng hơn, dễ chế hơn, dễ làm hơn. Còn insulin chích nó phải qua cái giai đoạn mà rất là khó khăn để bảo trì cái đó. Peptide mà chích chích thuốc rồi. Vì vậy mà cái thuốc này nó sẽ được ra, bây giờ nó đang ăn thử và nó thành công. Thì tôi hy vọng trong vài tháng nữa có thể nó sẽ ra thành cái thuốc viên chữa insulin, sẽ giúp cho những người bị tiểu đường có dùng cái thuốc này rất tốt. Cái chính của bệnh tiểu đường là gì? Ăn uống cẩn thận và ăn diet và uống thuốc. Lại trừ trường hợp những người bị tiểu đường loại 1 thì phải chích insulin thôi. Mà bây giờ người ta bắt đầu người ta cấy cái tế bào mầm của pancreas và nhiều người bắt đầu khỏi không cần phải chích thuốc gì cả để chích insulin. Khi nào nó ra nhiều hơn thì tôi sẽ giải thích quý vị, bởi vì tôi nói nhiều quý vị tàu hỏa nhập ma thì có bác sĩ mới cần thiết, quý vị nghe không nhớ. Nhưng mà tôi nói nếu quý vị thích ăn rau salad ấy, thì quý vị nên ăn trước khi bữa ăn thì nó sẽ làm cho cái đường quý vị tốt. Cảm ơn quý vị. Thêm một cái đề tài mà cái đề tài này tôi khắc khoải ghê, bởi vì thực sự ra tôi có một số anh bạn hồi nhỏ, thưa quý vị, thưa thật với quý vị, tôi là một bác sĩ quân y thì các bạn bè chúng tôi đi lính hết, thì thường thường ngày xưa ở Việt Nam ấy, con trai mà đi lính ấy, thì phải có thuốc lá phì phèo cho nó oai đẹp trai macho. Theo kiểu người Mỹ nó gọi là macho cho ngoài. Ngày xưa nước Mỹ cũng vậy, người ta chết nhiều ung thư phổi quá rồi đó mới đề nghị là trong cinema nó không còn cái chiếu cái cảnh mà các ông là trông oai hùng là hút thuốc lá hay các bà hút thuốc lá. Bây giờ bên mấy cái phim đại Hàn gì nó không hút thuốc lá nhiều nữa vì nó sợ, khuyên để cho người ta không được tham hút thuốc lá bởi vì hút thuốc lá là sẽ bị ung thư phổi. Nhưng có điều mà tôi nói quý vị, ngày xưa thật ra tôi nói là bởi vì tôi có mấy anh bạn tôi cùng thời trẻ với nhau đi lính, rồi anh đi đánh nhau rồi buồn nhiều hút thuốc lá, sau bị ung thư phổi còn trẻ ung thư phổi. Tôi có một anh bạn, anh bị ung thư phổi khi anh sang Mỹ lâu rồi. Anh bị ung thư phổi mà anh biết ung thư phổi mà anh biết là tôi cứ hay nói với y khoa thì anh cứ hỏi tôi cơ bao giờ nó có ra thuốc về chữa ung thư phổi. Tôi bảo nó chưa ra đâu, tòa còn lâu lắm. Thế mà nhiều người trong đó tôi cũng biết được bác sĩ Nguyễn Hiền, nhạc sĩ Nguyễn Hiền, anh bị có 6 tháng rồi anh mất. Thế thì chúng ta phải biết rằng là thường thường ung thư phổi ngày xưa là bị là trong 1 năm sau là chết. Nhưng bây giờ trong cái đầu tháng 6 rồi chúng tôi có nói với quý vị một cái bài, một cái thuốc. Cái thuốc đó là Tagrisso, T-A-G-R-I-S-S-O, Tagrisso. Thì cái thuốc này nó cho quý vị uống sau khi quý vị mổ cắt cái biếu như rồi. Nó thấy quý vị bị ung thư nó lan ra rộng, stage 3 rồi. Tức là cái biếu của bạn nó chỉ nhỏ mà nó lan ra ngoài chung quanh, nó ăn mấy cái hạch ở chung quanh rồi. Thế thì chúng tôi cho quý vị uống thuốc. Thì quý vị có thể uống được 3 năm, sau đó quý vị có thể 6 năm, 10 năm, không sao cả. Thế bây giờ nó lại có thứ thuốc thêm, thuốc mới nữa. Cái thuốc này nó là một cái thuốc mà người ta dùng để chữa bệnh melanoma, tức là ung thư da đấy quý vị ạ. Cái thuốc này nó là nivolumab. Thì cái thuốc này rất là hay, quý vị truyền thuốc cho bệnh nhân 3 lần trước khi quý vị mổ. Bởi vì người ta thấy rằng khi chúng ta chụp hình CT scan thì nó cái biếu nó nhỏ thôi, nhưng mà khi mổ ra thì 20% những người này là ung thư nó đã lan ra ngoài rồi. Nó chưa đi xa nhưng mà lan ra ngoài cái chỗ cái biếu đó. Nhưng mà mình cắt hết cái biếu đi, trước khi đó mình chích cái nivolumab này, thì sau khi mình cắt xong mình coi lại mấy năm sau không thấy trở lại nữa. Thế mới hay. Cả 10 năm sau, 10 năm sau không sao cả. Thế điều đó chứng tỏ là gì? Cái thuốc này quả thực nó là cái thuốc chích perioperative, tức là trước khi quý vị sửa soạn thấy bị ung thư, quý vị bảo bác sĩ ơi tôi bằng lòng tôi đi tôi mổ cắt cái phổi đi, xin bác sĩ chích cho tôi cái mũi thuốc nivolumab. Thưa quý vị, cái tên của nó là Oedipo. Cái thuốc này thực sự nó để chữa cho những người bị ung thư ngoài da. Thì quý vị, cái này nó rất là tốt. Nó khám phá ra là nếu quý vị mà chích cái này xong thì 86 người thì mổ biếu ra 93% là tự nhiên khi có chích xong, khi có chích cái này xong thì khi quý vị mổ cái biếu ra thì cái biếu nó khá lớn rồi, nhưng mà cái biếu nó đi theo hết 93%. Trong khi đó những người mà không được chích cái neoadjuvant chemotherapy này đấy, chỉ có 69% là mình lấy được hết cái biếu thôi. Sau 22 năm của nhóm thí nghiệm thì thấy tái phát là 67,2%, mình lấy hết rồi. Nhóm kia thì 40,9%. Nói tóm lại là gì? Những người nào mà dùng cái neoadjuvant này thì sẽ 85% sẽ sống 10-15 năm. Còn nhóm kia chỉ có 63,6%. Nói tóm lại là gì? Quý vị nhớ
Nếu chẳng may mình bị ung thư phổi thì mình phải nói bác sĩ cơ. Bác sĩ cắt cho tôi đi, ok, nhưng mà tôi muốn được bác sĩ trích cho tôi cái perioperative nivolumab. À, thế bây giờ, thế tại sao bác sĩ nói cái này? Bởi vì theo cái thống kê của Sở Y tế Phòng ngừa Hoa Kỳ, chỉ có 16% người lớn tuổi chịu đi chụp hình CT scan phổi để tìm kiếm cho mình có bị ung thư phổi hay không. Có 16%, đáng nhẽ được chính phủ Hoa Kỳ cho là nếu quý vị mà trên 50 tuổi, quý vị hút thuốc lá trên 20 năm mỗi một ngày một gói, và quý vị chưa ngừng thuốc dưới 15 năm, thì quý vị được phép 1 năm, 2 năm chụp phổi một lần để mình xem cho mình có bị ung thư phổi. Chụp X-ray không thôi, chụp CT scan low dose thì quý vị có thể biết cái đó. Như vậy sẽ quý vị sẽ sống lâu. Và như vậy đến bây giờ thì tôi khuyên quý vị, nếu quý vị chẳng may hút thuốc lá nhiều, bỏ không được, thì quý vị nên đi xin người bác sĩ của mình để đi chụp. Và tin cuối cùng là gì? Là cái aspirin, nếu quý vị lớn tuổi mà quý vị tiếp tục uống đấy, thì quý vị sẽ bị cái máu nó bị thiếu, cho nên quý vị phải cẩn thận, nó lâu phải thử máu. Nếu mà thiếu thì phải nói người bác sĩ biết để được uống thuốc bổ máu. Và cuối cùng là cái bệnh ung thư plasma, từ thứ máu, nó gọi là tủy sống, biếu tủy sống, giống như ông Colin Powell ấy. Từ cái bệnh này xưa trước khi quý vị bị là quý chết. Nhưng bây giờ quý vị đừng lo, quý vị bị ấy, nó có nhiều thuốc để chữa lắm. Nếu tôi nói nhiều quý vị không nhớ được, nhưng mà chỉ nói là những cái này thuốc này, những cái bị ung thư này, tôi có một mẹ của một người bác sĩ bạn của chúng tôi, bà cũng mất đi là vì multiple myeloma, hồi đó nó chưa thuốc giỏi. Nhưng bây giờ thuốc nó nhiều lắm, nó có nhiều thuốc rất tốt. Nói nhiều thì quý vị không nhớ được, nó dùng monoclonal antibody duratumab, hoặc là dùng cái thuốc thưa quý vị thalidomide, là cái thuốc ngày xưa người ta phải bỏ đi, bởi vì những người bà mẹ mà uống thuốc cái này để đỡ đau ói mửa con nó ra bị bất tật. Nhưng bây giờ nó giúp chúng ta chống được bệnh multiple myeloma. Do đó quý vị, nếu quý vị bị cái này, quý vị đi chủng ngừa, phải đi khám bệnh, uống thuốc điều hòa, thì quý vị sẽ sống có thể 10-15 năm là như thường. Trước đây chỉ có 1 năm, 2 năm là chết. Đến đây chúng tôi xin phép tạm ngưng chương trình từ đây. Để xin kính chúc quý vị một tuần lễ được sức khỏe dồi dào, mọi sự như ý và hạnh phúc tràn trề. Và xin quý vị nhớ đón nghe chương trình của chúng tôi mỗi tuần cũng vào giờ này trên đài SET, để quý vị biết được những cập nhật, những tin tức mới nhất và những thuốc mới nhất để giúp cho quý vị. Xin cảm ơn quý vị.